Chào mừng khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án nâng cấp kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung, Đầm Ròn, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Đây là con đường huyết mạch góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng. Việc xây dựng 4 cây cầu không những tạo thuận lợi cho việc giao thương đi lại mà còn làm thay đổi diện mạo của huyện nghèo Đam Rông. Trong cùng ngày 21 tháng 1, nhà máy thủy điện Krông Nô Ba cũng đã thực hiện công tác tích nước để chuẩn bị phát điện. Thủy điện Krông Nô 2 và 3 có công suất lắp máy là 48 MW, vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Công trình đi vào hoạt động năm 2016 sẽ góp phần cung cấp năng lượng cho quốc gia, điều hòa lũ lụt và tưới tiêu cho đồng bào tại khu vực Lâm Đồng và Đắk Lắk.